Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là mình làm video về lồng gặt lúa lắp cho máy cắt cỏ nhé các bạn nhé. Mình làm để chia sẻ cho những anh em nào mà chưa biết ấy, thì chúng ta xem mình làm thì chúng ta học hỏi thì có thể làm được. Hai nữa là để mình chia sẻ kinh nghiệm cho những anh em nào mà làm tốt hơn thì góp ý cho mình làm cái video này. Với lại video này là mình tự làm từ quê nữa thì nó không được rõ nét nữa, thì các bạn thông cảm nhé. Mình dùng máy này thì nó cũng nhanh đấy các bạn ạ. Nó phải gấp 4 người, 5 người chúng ta gặt đấy. Làm máy này thì là nó tiện hơn các bạn ạ. Nó không phải là thuê nhiều người ta đi gặt cả hộ, thì mình tự làm cái này thì nói chung là nó cũng hơi mệt rồi, nhưng mà làm máy này thì mình làm nó cũng nhanh thôi các bạn ạ. Nó cũng xong nhanh thôi. Thửa ruộng của mình này nó cũng phải 500-600 mét vuông đấy các bạn ạ, nhưng mà mình làm nó cũng cho gọi là một lúc thôi, rồi nó cũng xong một nửa đấy các bạn ạ. Mà các bạn nào mà xem video này mà các bạn muốn làm cái lồng này thì các bạn ấy liên hệ cho mình nhé. Lồng lắp vào máy phát cỏ này mình tự làm, tự gia công, mình hàn thôi các bạn ạ. Các bạn cần thì hãy liên hệ cho mình nhé. Mình để số điện thoại với phần ấy trên phần link mô tả của video mình đấy các bạn nhé. Rồi, video mình xin kết thúc ở đây các bạn ạ.